dạ, trước mặt mọi người. Là sao? Nhưng mà em phải quay chứ. Không. Đi là ok em. Đây quay nữa. Đưa cho Hậu qua đi. Dạ. Dạ. Quay nào. Chào mọi người. Chứ mà chị hôm không có ngại đó. Chị chỉ có sao thôi chứ chị không có ngại. Chị cũng. Có nghĩa là chị không muốn là khung hình. Thì mình hỏi thôi. Từ từ để cho Nhiên hỏi, Nhiên lại Nhiên hỏi mà đúng không? Hỏi gì? Tại vì bên này mình có hỗ trợ tiền hay gì không? À, nếu có bà mình hỗ trợ tiền. Hỗ trợ tiền cho bà đi. Dạ, vậy thì nếu hỗ trợ thì là Nhiên lại Nhiên hỏi rồi Châu ghi hình. Ok. Dạ rồi, cảm ơn. Cảm ơn. Đây là ca mất ở ngoài đường nha mọi người. Thưa mọi người, ca này mất trên xe ở ngoài đường luôn nha mọi người, rất là thương. Hiện tại em đang mặc đồ bảo hộ để tầm liệm. Dạ, nó mới được Phật. Đây là một ông cụ như đã nhận được một cuộc điện thoại từ quận 10. Ông nằm mất ở ngoài đường. Ông không có nơi cư trú mọi người ạ. Ông đã mất trên xe hồi lúc sáng nay. Và ông không có nhà, không có nơi cư trú. Còn đây là vợ của chú, hai người chỉ lang thang ở ngoài đường thôi. Không mưa như nó phải. Mọi người ơi, hãy cầu nguyện cho ông nha. Mà mừng mắn lại cho ông. Mọi người ạ. Ông đã mất và
Đây là chú bị bệnh nhà mất ở trên xe đó mọi người. Ê thì Hải Nhi thay mặt cho mấy cái cộng đồng dân phúc đã nhận được gọi quận 10 và nó xuống đây thấy ông bắt nằm trên xe từ sáng đến bây giờ không có lời cứu chú. Thank you.
như tờ giấy á, tờ giấy. Hôm nay mình lại một kiếm một cảnh rất là đau lòng của mọi người ạ. Ông đã ra đi trên một chiếc xe lăn và ông có nơi cư trú. Mọi người có thấy cái tô của ông mà nhanh đi Châu đóng rồi. Điện thoại của em Châu nó bị mất ấy á, nhưng mà trong bay của Cúc á. Em mới chịu thay nhau này. Khu vực này dễ cho mình đưa á. Không ăn tụi 10 hồi sáng giờ nên chị chờ cái giá tự của anh đó. Anh ơi quay gì anh? Chạy qua đi anh. Ừ, tắt đi. Không có lại nữa.
mình đã có cái nào được cái gì. Sao Facebook nó chặn lắm. Ok chứ. Thì các tôi để chị nói chuyện với anh.